Kính thưa chư vị đồng tu, một khi chư vị đi hộ niệm mà chứng kiến được một người được vãng sanh, trong lòng những người hộ niệm chúng ta ai ai chắc cũng có một niềm vui khó tả, tự nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Nhưng nếu chư vị hộ niệm cho người thân của mình thì Quảng Nguyện tin rằng niềm vui đó còn nhân lên gấp nhiều lần. Chúng con chưa được phước phần chứng kiến người thân của mình vãng sanh. Vì vậy sau đây, chúng con xin nhường lời lại cho anh Nhuận Thành và chị Tịnh Nghi có đôi lời chia sẻ cùng chư vị. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính chào chư tôn giáo phẩm tăng ni, con kính chào là quý sĩ Dụ Âm cùng toàn thể đại chúng đang tham dự buổi Zoom hôm nay. Và con cũng thay mặt cho gia đình bên ngoại, đó là ngoại của Định Nghi, là vợ của con. Và hôm nay con vui lòng chia sẻ tin vui đến cùng chư tôn giáo phẩm tăng ni, cùng là quý sĩ Dụ Âm, cùng toàn thể đại chúng. Gia đình chúng con và ban hộ niệm cô Diệu Thường vô cùng hoan hỷ báo tin vui. Bà ngoại của chúng con là cụ Dương Thị Cúc, pháp danh Diệu Khánh, 92 tuổi, đã được vãng sanh ngày 30 tháng 6 năm 2021. Ngoài có cơ duyên được là cư sĩ Diệu Âm khai thị khuyến tấn động viên cho cụ một lần cách đây một tuần trước, cụ vô cùng hoan hỷ và quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Gia đình cũng vững vàng niềm tin, đã cùng ban hộ niệm ngày đêm niệm Phật khuyến tấn cho cụ. 2 tiếng đồng hồ trước lúc cụ sẽ bỏ báo thân, cụ bị ra máu ở miệng rất nhiều. Ngay lúc đó, ban hộ niệm hỏi cụ có quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không. Cụ gật đầu và cố gắng giơ tay lên dù rất mệt mỏi. Sau đó cụ nhẹ nhàng ra đi trong tiếng niệm Phật của ban hộ niệm và gia đình. Sau 11 tiếng hộ niệm, toàn thân lạnh, thân thể mềm mại, tươi hồng, thật là kỳ diệu. Cả nhà đều ngửi thấy được mùi thơm tỏa khắp nhà, mùi rất lạ, mùi mà chưa bao giờ thấy trong đời, mùi thơm rất đặc biệt, vừa thơm vừa mát dịu, không biết bay ra từ đâu. Chúng con thật thấy pháp hộ niệm vô cùng vi diệu, quá vi diệu. Nam mô A Di Đà Phật. A A Di Di Đà Phật. Chúng con cũng thành tâm vô cùng hoan hỷ với những sự chia sẻ của anh chị Nhuận Thành và Định Nghi. A Di Đà Phật. Và tiếp theo chúng con xin kính chuyển đến câu hỏi của chị Diệu Thành. Và chúng con kính mời bác Trí Thịnh Diệu Ngân chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, con kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, con có một câu hỏi kính xin lão cư sĩ Diệu Âm giảng giải cho con. Con là một phàm phu tội chướng sâu nặng. Con có cậu con trai bị nghiện. Công việc của con hàng ngày là đi nhặt ve chai. Con đã sớm biết đến Phật Pháp, tin sâu nguyện thiết, tin vào pháp môn niệm Phật, hộ niệm vãng sanh. Con thường xuyên có mặt trên đường Zoom tham gia các buổi cộng tu hộ niệm thế giới và chuyên tu cùng đạo tràng niệm Phật, hộ niệm vãng sanh. Con xin hỏi lão cư sĩ Diệu Âm, việc đi nhặt ve chai của con có chỗ sạch, có chỗ bẩn, con vẫn mang máy niệm Phật đến chỗ dơ bẩn để nghe. Vậy con nghe niệm Phật như thế có phạm tội bất kính với chư Phật không? Con kính xin Thầy từ bi giảng giải cho con để hết báo thân này con có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Con xin cảm niệm và tri ân công đức của Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thế gian thì có ô trược, có chỗ sạch, có chỗ dơ. Tiếng A Di Đà Phật thì chỗ nào cũng sạch cả, không có chỗ nào dơ.
thực sự với chư vị. Có một lần Ngài Pháp Nhiên trả lời một người dơ bẩn, nghèo nàn, phàm phu niệm Phật với một vị tăng niệm Phật, công đức nào lớn hơn? Ngài nói như nhau. Ngài nói như nhau. Người phàm phu tội chướng sâu nặng, nghèo nàn, thường hay bới rác, lượm rác kiếm tiền, ở trong đống rác thành tâm niệm Phật, công đức ngang với một vị đại sư ở trong một ngôi tư viện khang trang niệm Phật. Ngài nói tại vì thế gian có chỗ sạch, có chỗ dơ, có chỗ bần, có chỗ sang, có chỗ quý, còn câu A-di-đà Phật thì tất cả đều là quý cả. Ngài ví dụ như một cục vàng lấy miếng giấy vô cùng nhơ bẩn rác rưới gói lại, và một cục vàng lấy miếng vải nhung thật đẹp thật trong gói lại. Ngài nói hai cục vàng có giá trị ngang nhau, không có cục nào lớn, không có cục nào nhỏ, không có cục nào gọi là quý hơn, không có cục nào tiện hơn. Vì sao vậy? Vì cái chất vàng lúc nào cũng đẹp. Chính vì thế mà chư vị đi nhặt rác khổ cực như vậy mà quyết lòng niệm Phật, chính cái tâm thành của chư vị, một câu niệm Phật của chư vị nhiều khi có công đức hơn, lớn hơn dịu âm. Tại dịu âm có gì nữa cũng chưa phải lượm rác, chưa chắc gì trong cái tư thế mà được bao nhiêu người lắng nghe này bằng cái công đức của chư vị lượm rác vừa niệm Phật đâu. Chư vị cái vững tâm đi, tất cả đều do cái tâm thành của chư vị mà chư vị được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Trên khuyên chư vị cứ tiếp tục niệm Phật, thành tâm niệm Phật, và nhớ cuộc đời này khổ quá chính là bài học cho chúng ta, ở cõi khổ này cần chi sợ bệnh, cần chi sợ chết, mau mau trở về Tây Phương Cực Lạc đi nhé. Nếu chư vị thành tâm như vậy thì từng miếng rác mà chư vị niệm sẽ là công đức tràn trề, vì tất cả đều nhuộm đầy công đức A-di-đà Phật. Chư vị niệm ra quyết lòng niệm Phật để theo A-di-đà Phật quán tránh, nếu có gặp ba hộ niệm mong cầu họ, xin họ tới khai thị hướng dẫn hộ niệm cho mình, cộng tu với họ đi, chư vị sẽ là người nhiều khi vãng sanh ngon hơn những người khác đó nhé. Chuyên chí để nhé. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ.